Ơi, đây, đây xong rồi, cô bán đến chị. Cô bán đến chị thấy cái bánh dễ thương ghê không? À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Bùi Hồ đang có mặt tại xã Ấp Phước Lộc, xã Âu Lâm, huyện Chi Tôn của tỉnh An Giang. Và phía trước cô bác quý anh chị là hình ảnh một ngôi nhà của cô Phương và chồng của mình là người Khmer. Hôm nay thì Bùi Hồ muốn đến đây để quay cho cô bác quý anh chị về một nghề rất là độc lạ được do cô Phương tự tay sáng chế và hai vợ chồng của cô và chú tự làm luôn. Vậy thì đó là cái nghề gì mà cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Dạ con chào cô, con chào chú. Dạ cô chú thì hôm nay thì con đến đây đó thì biết mình với một cái bánh có tên rất là lạ, đó là bánh cà tum. Thì cô với chú là làm cái nghề này được bao lâu rồi? Ngày này cô làm lâu rồi con, làm cô biết làm từ cô 16 tuổi lận. Dạ cô đang gói bằng cái lá gì cô? Lá thốt nốt non. Lá thốt nốt non. Dạ. Lá này thì cô kiếm ở đâu hay nhà tự trồng? Đi trên núi mới có con. Ồ, cô kiếm lâu không cô mà được lá non vậy? Lâu. Có khi mà gặp có cây thốt nốt là cũng không có lá non, mình đi kiếm nữa. Nhưng mà những cái lá non này thì nó phải bị ở trên cao kìa. Rồi sao cô thọc được? Không, cái cây thấp cũng có. Cây thấp cũng có. Cái cao vừa vừa thì mình leo lên chút. Dạ. Và đây là cô bác quý anh chị, đây là những cái bánh cà tum của cô Phương. Và đây là thành phẩm. Mà hôm nay Bùi Hồ muốn đến đây giới thiệu cô bác quý anh chị về cái bánh cà tum này đó. Là về cái vỏ mà cô thắt á, vỏ của cái bánh á thì nó rất là lạ. Thì cái nghề này là ai dạy cô hay sao? Thì đó mẹ cô làm, thì cô ngồi coi mẹ vì thấy bánh này là rất đẹp thì cô cũng tập làm theo. Ở xóm mình, ở xã mình thì có ai làm được giống như cô không? Làm được mà làm được sơ sơ cô có dạy thì À. mình làm chưa giống cô. Chưa giống cô. Mà muốn làm giống cô chú đâu phải dễ hả? Cô chú có mấy người con? Có một đứa Trai gái cô? gái. Học học đại học hay gì vậy? Dạ, học đại học ở thành phố. Dạ. Một cái bánh cà tum này là nhân, nó là nhân gì hả cô ha? Nhưng mình để đậu trắng luộc xong rồi ha, với dừa, gạo nếp, muối, đường mình bỏ cho nó vừa ngọt vừa mặn gì đó con. Dạ. Nhưng mà cái bánh này là cô bán bao nhiêu tiền một cái hả? Bán cái lẻ ăn cái thì 6.000, con người ta mua nhiều thì cô bán cho người ta 5.000. Dạ. Cô đẩy đi bán hay là sao? Không có, người ta đặt không. Cô đặt, người ta đặt không à? Cô dạ. không có đẩy đi bán. Không có. Cô thường bán ở đâu nhiều? Thì cô người ta đặt cô bán ở nhà không. Ở nhà. Dạ. Còn làm đi bán là cô không có làm tại vì nó khó quá. Dạ. Rồi làm lâu nữa. Ừ. Là cô học lá là ngày hôm trước là cô học rồi. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Rồi qua ngày hôm sau thì cô mới mới gói và bán. Cô gói buổi Được. tối, đúng Rồi không? buổi tối. Và buổi sáng này thì Bùi Hồ có hẹn với cô thì cô gói cho cô bác với anh chị xem. Ở đây nhân đậu rồi còn không cô hay là cô gói xem thôi? Có, vẫn còn hả? Cái nguyên liệu đó hả? Dạ. Còn ít thôi. Dạ. Cô đã làm sẵn ha. Rồi. À, cô đang làm cái bánh nãy giờ mình tâm sự với cô thì cô với chú vẫn đang miệt mài làm nè. Ở trên đây là cái bông hả cô? Bông, trên này bông. Ờ. Mình làm cái bông trước. Con cô cũng thắt đẹp dữ lắm á. Ờ, đẹp hơn cô nữa. Nhưng mà trong xã này không ai làm được hết. Mà cái này là ngày xưa là mẹ cô là nghề nghề tổ luôn hay sao? Dạ. Ở xã không ai bán giống cô vậy luôn? Không có. Nhưng thì có nhưng mà ở đây không ai bán giống vậy. Người ta thấy tại sao cô phải thắt kỳ công gì, cô dùng cái bọc rồi gói cũng được mà. Tại vì lá thốt nốt này mình thắt vậy kỳ công thiệt nhưng mà mình thấy nó đẹp rồi nó còn thơm nữa. Thơm. Dạ. Mùi thơm thốt nốt. À. Cô thắt cô tặng cho con cái vỏ không được không? Đây. Được. Đây nè. Nãy mình kêu cô thắt cho coi nè. Và cái bánh này thì thật ra thì mình không nỡ ăn nó đâu. Mình ăn nó thì nó uổng quá. Tại vì cô thắt rất là kỳ công. Cô thắt cái này đẹp cho tặng cho con nha. Dạ. Yeah. Chú làm cái này chú cực không?
Hả? chú không biết nói. Không nói ăn rành. Biết. Ôi xong rồi đó hả cô? Dạ xong rồi con. Bao hả? Mỗi cái thì cô thất khoảng bao nhiêu phút? 5 phút rồi con. Là con thấy là vất vả quá. Qua cái bàn tay điêu luyện của cô thì trong vòng vòng tích tắc vừa nói chuyện với mình á. Và vừa nói chuyện với mình thì cô đã thắt xong cái bánh cà tum rồi. Ơi, đây xong rồi cô bác với anh chị. Cô bác với anh chị thấy cái bánh dễ thương ghê không? Mỗi một cái như thế này thì cô thắt bao nhiêu lá thốt nốt cô? À, hai cái miếng này nè. Hai miếng này. Dạ, được một cái. Dạ, đây, hai miếng này đây ha. Dạ. Dạ, rồi cái này mình test ra. Test ra. Test ra chỗ đường này. Dạ. Rồi bây giờ cô thắt đi ha. Bây giờ chắc có lẽ là mình nhờ cô làm lại một thêm một cái nữa cho cô bác của anh chị xem, rồi sau đó mình sẽ thưởng thức bánh cà tum của cô nha. Rất hay luôn. À, cô gọc ra cái này để cái này cô làm cái đồ cầm đúng không? Này, làm cái đồ cầm. Ờ. Đúng rồi. Ngoài thắt bánh ra thì cô còn thắt được những món nào nữa hay không? Không, cô làm có một món này thôi, tại vì làm nhiều món làm không nổi con, cái ngày này nó khó quá. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô Phương? Cô 57 tuổi rồi. Cô 57 tuổi ha. Vậy là cô cũng gần về hưu rồi. Cũng gần về hưu. Đúng không? Đó, bây giờ cô xếp lại nè. Quay này mà cô bác của anh chị thấy là cái bánh á, cái bánh không á thì nó 5.000 là được, nhưng mà để có thể được, nhưng mà bây giờ cái việc mà thắt á cực khổ quá à. Ngày xưa giờ con thấy là mình cô là số 1 luôn á. Ô, chú thắt xong rồi đó hả? Chú thắt nhưng xong mà cái này chắc cô phải chỉnh lại hả? Dạ, cô chỉnh lại. Ở trên này nó có cái giống như cái mảo vậy cô, đẹp ghê á. Đó, cô xếp cô làm cái đáy trước hả? Ok, làm cô làm cái gì? Cái này là mình làm bông. À, làm bông trước. Nó kỳ công ghê luôn. Có khi nào thắt bị chai tay không cô? Cũng có lá dày, cũng hơi đứt tay đó con. Đứt tay ha? Dạ, cái dày thứ này đó khó làm lắm. Dạ. Thật ra thì cô chỉ thắt cho cô bác quý anh chị xem thôi, còn công việc cô làm á. Sau khi mà cô thắt xong cái bông thì cô đổ như sao vô sao kiểu sao cô? Rồi mình thắt xong á hả? Sao mình để bánh vô lúc nào? Thì thắt vỏ để xong nguyên liệu nè luôn. Đây nè. Rồi. À, ô, mới phát hiện luôn ha. Rồi mình để vô. Ôi. Để vô mình kéo lại. Rồi kéo lại. Số 1 luôn á. Rồi, là xong. Rồi, con mời cô thắt tiếp. Cô có dự định truyền nghề này cho ai không? Cũng có. Nè, nhỏ gần đây nè, cô cũng kêu nó làm á. Nó biết. Một mai mà mai mốt mà kêu cô đi lên Sài Gòn hay ra nước ngoài, cô thắt cô chịu không? Bữa hổm cô đi Hà Nội hết từng lễ. Trời. Đi Hà Nội luôn. Ồ, ghê vậy. Chi con? Đi làm bánh này nè. Là kêu cô đi hả? Dạ. Người ta bao đời? Bao đi hết trơn, rồi người ta cho tiền quay hồng nữa. Nhiêu nữa? Người ta cho 2 triệu. Rồi tiền mình đi người ta cho ngày 200. Đi máy bay luôn hay gì? Đi máy bay. Ồ, ngon ha. Vui ha. Vui. Hồi đó giờ cô đi máy bay mấy lần rồi? Mới lần một à, cô sợ muốn chết rồi. Mà đi không sao. Đi không sao, vui không? Vui, cô không từng đi máy bay nữa. Bây giờ còn thích đi máy bay nữa không? Đi. Thích mà không hơi sợ. Thích mà không hơi sợ. Là người ta kêu cô ra ngoài đó thắt kiểu này hả? Dạ. Yeah. Kêu đi thắt chút đỉnh cho coi thôi, người ta chở đi chơi. À. Người thắt bánh cà tum của cô là số 1 luôn á. Sau khi thắt thì cô hấp khoảng 50 phút đến 1 tiếng thì nó sẽ ra được cái bánh lá thốt nốt màu vàng như thế này. Cô ơi, bánh này thì mình để được bao lâu hả? Để cũng không được lâu con, được có một đêm hai ngày thôi. Một đêm tại vì mình để vừa nhiều đó. Dạ. Nó sẽ bị thiêu. Bị thiêu, còn mình có tủ lạnh thì để được, chừng nào ăn mình ra mình đem ra mình hấp lại. Cái nồi hấp của cô để đằng kia hả? Dạ. Lát nữa còn lại cái đó nồi mình đó. Nấu.
Nấu đằng kia. Cô thường nấu buổi sáng hay là buổi tối? Ờ thì người ta đặt đó, ta muốn lấy sớm thì mình làm tối, còn người ta lấy chiều thì sáng mình làm. Cô có mướn ai làm không hay là cô chú tự làm thôi? Cô chú tự làm rồi kêu nè nhỏ gần đây á nó tiếp. Khi mà người ta phát hiện được cái nghề của cô vậy cô mừng dữ không cô Phương? Cô cũng mừng. Mình cũng bán được rồi tiền cũng vô, mình được dư chút định gửi cho con. Cô làm gửi đi thành phố thì kêu người ta chuyển tiền cho con không đó, cô không có đem cô lại nhà đâu. Dạ. Hồi sang nó chuyển rồi. Rồi đi. Xong nữa đó hả cô? Dạ, xong nữa rồi con. Rồi bây giờ cô cắt cái ghìa đó ra và cô bỏ đi ha. Cắt giống cái bánh đó hả? Dạ, cho giống hệt cái bánh luôn. Rồi. Mà để làm nghề của cô đâu phải là gì đơn giản đâu. Con nói thiệt luôn á. Không chịu là không làm. Mà chịu làm cũng không được luôn. Con nãy giờ con gặp mà cô chỉ con 3.000 chắc con làm cũng không được luôn. Rồi cô thắt cái bánh cực kỳ tỉ mỉ luôn á. Cô báo của anh chị về đây thì mới tận mắt chứng kiến được cái nghề cô. Cô gọi là cái nghề lạ của cô luôn á. Nghề lạ luôn. Nghề này có 102 ở Việt Nam luôn á. Gọi là vua thắt bánh cà tâm. Được không cô? Được. Nữ hoàng thắt bánh cà tâm. À, đã thành bánh rồi đó. Ô, cô tặng con cái này nha. Rồi. Chịu không? Chịu. Cô bác quý anh chị thì không nói nhiều nữa. Hôm qua thì Bùi Hồ có hẹn gặp cô và cô nói là thắt cô đã nấu bánh buổi tối rồi. Và sáng nay thì cô đã có những cái bánh như thế này. Một chục bánh như thế này là 50.000 đồng hả cô? Dạ. 50.000 đồng. Thì lúc nãy mình có hát một cái, bây giờ cô có thể cắt cho con một gà tháo của con một cái bánh nha. Tiếc quá cô Phương ơi, cô Phương để không được lâu là cái thứ nhất nè, cái thứ hai mà ăn cái bánh của cô ra làm cảm thấy đau lòng ghê á. Buồn bã. Mai mốt người ta trên thành phố người ta kêu cô đi không? Thành phố cô có đi 2 lần. Đi Châu Đốc 2 lần, Long Xuyên. Mà cho dù là cô có chỉ người ta cũng không có muốn học đâu. Tại cái nghề này quá cực. Quá cực. Có người chỉ cho rồi nói hối. Một cái 10.000 cũng không làm nữa. Ta nói gì đó. Mà cực cô quá. Làm đã 16 tuổi cô đã làm hả? Dạ. Năm nay là cô 60 tuổi thì cực. Năm 17. À thì coi như là gần là 40 năm, gần 40 năm cô làm với nghề bánh cà tâm. Cà tâm tên tiếng Kinh có nghĩa là gì cô? À trái lựu con. Trái lựu. À. Trái lựu. Hôm nay thì mình mới biết được cà tâm. Tên tiếng Anh là trái lựu. À, và thưa cô bác quý anh chị, một cái trái lựu theo tiếng Việt Nam và theo tiếng Khmer là cà tâm. Cà tâm mình giống như nó bị tum tum lại. Và hôm nay thì mình sẽ thưởng thức cái bánh này cho cô bác quý anh chị xem nha. Cô ăn nha cô Phương nha. Dạ. Cô vẫn đang thắt hả? Dạ, cô đang thắt, con cứ thử đi. Ở trong bánh này á thì nó có nếp dừa nạo với lại nhân trắng, đường, muối, đúng không cô? Đậu trắng, đường, muối. Và ở trong cái bánh này chúng ta thưởng thức thì mới thấy được cái vị ngon của nó. Và nó chắc mặn mặn, đường muối thì nó sẽ có một cái vị rất là đặc biệt luôn. Nó giống như vị bánh gì cô? Bánh lá dừa. Ừ, bánh lá dừa. Nhưng mà thay vì một cái bánh lá dừa mình để bình thường thì ít thu hút người xem hơn. Dạ. Yeah. Nhưng mà con mua là chắc chừng nào gần hết hạn con mới dám ăn á. Tại vì nó quý quá mà. Hả? Có người mua người ta nói không hề ăn, thay đẹp quá. Ừ, ăn uổng á. Ở trên cặp của cô còn bao nhiêu cái? Ở đâu? Cái này nữa. Cái đó 20. 20 này 1 chục nữa 30. 30. 30 cái là bao nhiêu tiền cô? 30 cái 150. 150 chục ngàn. Trời ơi. Ngày cô làm được 50 cái không? Ngày á, ngày thì được, nguyên ngày đừng có làm gì nha, mình làm bánh không là được. Ừ. Có nghĩa là cô thắt trước. Còn người ta đặt nhiều thì mình thắt trước. Ừ, cô thắt trước rồi sau đó cô làm nguyên liệu như sao? Rồi mình thắt vỏ xong đủ bánh rồi mới mình để nguyên liệu vô.
làm YouTube vui nhất là lúc này cô bác quý anh chị được ăn ngon ngon đã nghe. Ừ. Bây giờ đến đây thì Bùi Hồ sẽ, đây là chú nè, chú năm nay là chú bao nhiêu rồi? Năm 59. 59, chú lớn hơn cô, hai vợ chồng nhìn hạnh phúc ghê ha. Hôm nay thì cô đến đây thì tham quan cái ngôi nhà của cô Phương, đằng kia là cái lò hấp bánh của cô hả Phương? Cô dạ, Phương. Dạ. Đây là cô hấp xong rồi đúng không? Cô hấp xong rồi. Rồi, hấp xong rồi cô bác quý anh chị. Hôm nay thì mình muốn với điều với cô bác quý anh chị á, một lần một cái sợ cái chổng truyền thống của cô và chú nè, cái chổng giặt tre, và hai là mình muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị về cái nghề thắt bánh độc lạ của 102. Cô cho con xem cầm hết mấy cái bánh này lên lần một ha. Ồ, bánh này rất là lạ luôn. Thật ra thì mình thì không bao giờ muốn ăn nó, tại vì cái sản phẩm làm ra bó buộc vô trong cái phần nguyên liệu ở trong kia nó rất là đẹp luôn, nên thành nữ là đây là một nghề rất là lạ mà không phải là người nào có thể làm được. Cô bác quý anh chị có về An Giang thì khi mà đi đến huyện Chi Tôn hãy tìm đến xã Âu Lâm, ấp Phước Lộc, và hỏi khi mà đến xã Âu Lâm, ủy ban xã Âu Lâm thì hỏi nhà cô Tâm ở nhà cô Phương thắt bánh cà tâm thì tất cả người dân ở đây ai cũng đều biết về cô. Mặc dù là cô không đi bán dạo, cô chỉ bán ở sảy ở trên Sài Gòn thôi. Và đây là một cái địa điểm rất là thú vị mà Bùi Hồ muốn giới thiệu cho cô bác quý anh chị, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái nghề độc lạ có 102 của cô Phương. Cô thường treo ở trên cái thanh này nè, đó thấy không? Để làm được cái bánh như thế này là đâu có phải dễ đâu ha. Thôi, chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau về những điều độc lạ ở trong Việt Nam. Con chào cô. Dạ. Con chào chú. Hãy lát nữa con sẽ mua hết luôn tất cả các bánh của cô. Hiểu không? Hiểu.